Tính đến bây giờ là mình có 3 bộ đồ chơi chưa có khui, còn 3 bộ khui rồi thì vẫn chưa có edit clip nữa. Vậy mà hôm nay lại tiếp tục có đồ về nè. Gói hàng này là do bạn mình đi xin mang về cho. Ở trong này có một cái bộ full box của Daimo chủ đề về mấy con mèo á. Nhưng mà nhân tiện thì mình cũng mua vài con lẻ luôn. Bộ mà mình mua full box là Daimo Cat Paradise. Bạn nào mà mê mèo là sẽ cực kỳ thích cái bộ này luôn. Nhìn đã lắm luôn á, mình cũng đã khui bộ này rồi nhưng mà chưa có edit clip được nữa. Bây giờ thì mình sẽ khui mấy cái con lẻ trước nha. Đầu tiên phải kể đến Bobo and Coco, cái bộ vintage Jaska này. Khui mà cứ hồi hộp sợ bị trùng á, tại vì mình đã có hai con trước đó rồi. Đây là con đầu tiên mà mình có của Bobo and Coco luôn á. Rồi mình thấy thích quá cho nên mua thêm một con lẻ nữa thì ra cái con cabinet này. Nhiều phụ kiện lắm nha, còn có hai cái ly rồi mở cái cửa bỏ ly vô được nữa nè. Giờ thì mình sẽ khui tiếp cái con thứ ba xem có bị trùng hay không nha. Lần nào mình khui mấy con Bobo and Coco mình cũng đều rất là thích, nhưng mà chưa bao giờ mình sở hữu một cái bộ trọn vẹn hết á. Không hiểu sao á, dù rất là thích nhưng mà chưa bao giờ xuống tay mua full box hết. Thôi thì mình sẽ chờ hãng ra một cái bộ mới rồi mua luôn. Hên ghê, cái con thứ ba mình khui á là Candy Black. Kiểu em này á đeo một cái dĩa đựng kẹo á mọi người. À mà dù mình đã khui bao nhiêu con rồi mình vẫn không biết trong hai em này á ai là Bobo còn ai là Coco đây. Hầu hết mấy em này á đều có cái chân nhỏ xíu nên lúc nào cũng có một cái đế để cho nó đứng vững hơn á. Rồi đã gọi là một cái dĩa đựng kẹo thì tất nhiên là phải có phụ kiện là hai viên kẹo rồi. Mấy em này á mỗi lần mà chân vô tủ á nó cứ bị rớt lên rớt xuống à. Mà mấy phụ kiện của nó cứ bé xíu rất là dễ bị đánh rơi. Tiếp theo là một nhân vật mới hoàn toàn mà mình chưa bao giờ có, Susumi. Nhân vật này kiểu giống như là một em bé còn đang đi học mẫu giáo á. Mình hoàn toàn chưa có tìm hiểu gì về em này hết. Và đây cũng là cái con đầu tiên mà mình có luôn. Mình khui ra một em có tên là Brick. Ngoài nhân vật chính á thì có một cái phụ kiện giống như là một cái viên xí ngầu vậy đó. Rồi sau đó mình phát hiện ra PubMed có vài bộ là những nhân vật khác nhưng mà cũng có cái cục xí ngầu giống như vậy nữa. Không biết là có liên quan gì tới nhau không. Em Susumi này thì được tạo hình bằng những cái khối hình vuông, hình chữ nhật, hình thang, xong còn có những cái chữ cái rất là to nữa, trông giống như là một cái dụng cụ dạy học cho trẻ em mẫu giáo vậy đó. Sáu mặt của cục xí ngầu thì có bốn mặt là khắc số, khắc chữ và khắc hình. Nó cũng là một cái bục cho cái em Susumi này ngồi lên rất là vững chắc nha. Và cuối cùng là mình mua một cái pin cài của PubMed. Pin cài thì hình như là có giá rẻ hơn một cái figure. Tuy gọi là pin cài nhưng mà khui ra thì nó không có cài mà là nó là cục hít nha. Bộ này là của Pocky, chủ đề là Flying Baby, những em bé bay. Khi mà mua nhiều những cái sản phẩm của PubMed, mình để ý là mỗi nhân vật của nó có một cái vibe rất là rõ ràng. Ví dụ như là Pocky thì lúc nào cũng có cảm giác là fantasy, kiểu cổ tích á. Cái pin cài này thì được thiết kế rất là sắc nét. Mặt sau là bằng kim loại, còn mặt trước kiểu như được tráng một cái lớp nhựa. Nó bóng bóng và rờ rất là đã tay. Cuối cùng thì nhá hàng một chút xíu hình ảnh của cái bộ Daimo Thiên Đường Mèo nha. Mình sẽ cố gắng edit bộ này sớm thôi, nó xinh lắm luôn á.